lăn kim. Lăn kim có đỡ không? Cũng không đỡ mấy đâu ạ. Lăn kim nó có tổn thương da không? Có không? Chắc nó cũng, nó cũng đỏ đỏ lên đấy ạ. Đỏ lên xong rồi nó đây, cái nám mình vừa nó rộng lắm, xuống tận đây cơ. Đấy. Tận đây ở trên này thì có những cái điểm nó nám đậm lên. Vâng. Bên này cũng thế này, bên này nó có một vùng này. Đấy, cái này là có một cái nám rồi. Cái này thì thứ nhất là mình điều trị, bây giờ người ta sẽ dùng công nghệ laser là công nghệ tốt nhất trong điều trị nám ấy mà. Vâng. Yeah, thứ hai nữa là mình kết hợp với cả thuốc uống với cả thuốc bôi trị nám, người ta gọi là trong uống ngoài thoa mà. Vâng. Thường là cái nám này nó cũng mờ được khoảng từ 60-70%. Wow, cái nám của em nó thay đổi nhiều nhỉ? Vâng. 10 phần nám thì em thấy được khoảng mấy phần rồi? Em thấy cũng nhiều ạ. Được khoảng 7-8 phần. 7-8 phần rồi đúng không? Anh thấy hầu như cái nám của em là nó giảm hẳn luôn ý. Nhỉ? Vâng. Tuyệt vời luôn. Hài lòng không? Quá hài lòng. Bây giờ ai khen? Cũng khen ạ. Ai khen á? Là cơ quan ấy ở nhà? Cơ quan ạ. Cơ quan rồi bất kể người nào mà gặp thì đều khen. Đều khen. Ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng. Không, nhưng mà của em đã uống tuyệt vời thật. Da đẹp long lanh luôn. Toàn bộ da em là lỗ chân lông thì nhỏ nhá. Da thì sáng đều màu. Vùng nám là mờ đi, đường biên là gần như hết. Đấy. Mà trước của em nó là vùng nám phủ lên vùng má rất là nhiều đúng không nhỉ? Bên này thì vẫn còn đậm hơn. Đậm hơn một tí vẫn... nhưng mà cũng khá hơn rất nhiều rồi. Bây giờ thì còn vấn đề về rụng tóc đúng không? Vâng. Không sao, rụng tóc anh sẽ điều trị được cho em nhá. Mà làm sao để xem biết phòng khám nhỉ? Em trên mạng này. À, trên mạng Facebook à? Facebook ạ. Ok, bên phòng khám với bác sĩ Hoàn đúng không? Ok, hài lòng đúng không? Quá tuyệt vời đúng không? Vâng. Ok, em nhé.